Theo lời kể của một giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh khối 6 đến 7 đi học tập ngoại khóa vào ngày 2 tháng 4 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng và Công viên nước Đầm Sen. Mỗi học sinh cần đóng 400.000 đồng cho chuyến đi. Tuy nhiên, tin nhắn được cho là của thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Rộn nhắn cho các giáo viên lại mang ý ép buộc và sẽ có thù lao cho giáo viên. Ít hay nhiều sẽ dựa vào số lượng học sinh mà giáo viên kêu gọi. Nội dung đoạn tin nhắn nói là không bắt buộc để phụ huynh họ khỏi phàn nàn và làm phiền, rồi thư kiện sẽ không hay. Nhưng đây không phải là chuyến tham quan bình thường mà là một buổi học ngoại khóa của môn giáo dục địa phương. Giáo viên chủ nhiệm bằng mọi giá phải cho lớp tham quan đầy đủ, trừ những phụ huynh nào kiếm chuyện thì thôi. Bên du lịch sẽ mời một xe là hai giáo viên cùng đi và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm 10.000 đồng một học sinh. Lớp nào sĩ số đi ít quá, thầy sẽ xem xét đánh giá đối với giáo viên chủ nhiệm trong quý 2. Một số giáo viên cho rằng đưa chỉ tiêu vận động học sinh đi học tập ngoại khóa để đánh giá giáo viên là gây áp lực nặng nề cho thầy cô giáo. Không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện đóng tiền cho con em đi học ngoại khóa. Gia đình khá giả cũng có thể lo lắng về sự an toàn nên không cho con tham gia. Hiện vụ việc đang được làm rõ.